Thưa sư, cố tình chọc người khác, chọc tức người khác có gây nghiệp lớn hay không? Điều quan trọng là quý vị định nghĩa cái nghiệp gì là lớn. Đi địa ngục phải nghiệp lớn không? Chắc lớn ha. Và xin thưa là cái nghiệp mà mình chọc tức người khác thì cái nghiệp đó cũng đủ đi địa ngục. Cái quan trọng là mình đã tu hành được bao nhiêu? Đã tu hành được bao nhiêu? Và cái chuyện đó là mình có cố tình hay không? Bởi vì đó có những cái kẻ ngu á, được mô tả trong kinh là khi mà được chỉ lỗi thì họ sẽ nổi điên lên và họ sẽ không có nhận lỗi và họ sẽ tấn công cái người chỉ lỗi họ, dù cho cái người chỉ lỗi họ là chỉ bằng cái trách nhiệm và chỉ bằng tâm từ. Giống như người thầy đó, khi mà chỉ lỗi cho học trò thì có những cái người học trò họ không có biết ơn và họ quay sang là họ oán cái người thầy, mà mình hay nói cái câu là giáo đa thành oán, tức là dạy nhiều nó oán mình. Đấy. Thì cái kiểu đó thì nó không có phải là mình tạo cái ác nghiệp đi địa ngục, bởi vì mình không phải là ác ý. Còn khi mà chúng ta đã có ác ý mà mình chọc ai đó thì chắc chắn là mình tạo ác nghiệp, và cái ác nghiệp đó nó có thể dẫn chúng ta đi địa ngục. Và theo quý vị, cái ác nghiệp mà đủ dẫn một chúng sanh đi địa ngục thì cái ác nghiệp đó nó có phải là nghiệp lớn hay không?